Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.19. Và hiện tại thì mình đang ở cái chỗ farm kinh nghiệm của mình để mình cày kinh nghiệm xương xương ấy mà. Với cả là hôm qua mình có cường hóa được một quyển sách vô hạn. Mà cung của mình thì hiện tại chưa có dòng đó. Mà lần trước mình lỡ ghép dòng sửa chữa rồi. Nên là bây giờ mình tính làm một cây cung mới có dòng vô hạn dùng cho nó tiết kiệm mũi tên hơn nè. Bây giờ trước mắt là mình sẽ cường hóa nó thử trước đi. Đây, mình sẽ cường hóa nó để kiếm dòng sức mạnh trước. Hiện tại thì sức mạnh cấp 3 thì mình thấy nó chưa ok lắm nha. Nên là cường hóa lại. Đây rồi, sức mạnh 4 đây rồi, ít ra phải vậy chứ. Rồi, một cây cung sức mạnh 4. Tiếp theo thì mình sẽ làm thêm một cây nữa đi. Làm hai cây cung, hy vọng là kiếm thêm được dòng sức mạnh 4 thêm một lần nữa. Chạm hỏng này. Chạm hỏng nhiều khi cũng có thêm sức mạnh nữa nè. What? Nó vừa có vô hạn. Trời, cung này tốt vậy, nó có được 4 vòng, 5 vòng luôn. Ui. Được vậy ta. Mình ghép lại thì mình sẽ có cái cung vừa vô hạn mà có sức mạnh cấp độ 4 luôn. Mình sẽ gọi là cung Bromax V2 của mình. Tại vì mình đã có cây cung Bromax lần trước rồi. Nên bây giờ đây là cây cung Bromax thứ hai của mình. Đó. Giờ thì mình sẽ dùng cây cung này nó thoải mái hơn rồi. Không có lo nghĩ về vấn đề hết mũi tên nữa. Đã lỡ cường hóa cung rồi, bây giờ mình sẽ cường hóa thêm kiếm nữa đi. Để kiểu như là có thêm được một cái vũ khí cận chiến nó tốt hơn. Nhưng mà nãy giờ thì chưa có cái dòng nào mà ép vô kiếm của mình được hết. Gây cháy. Không nên. Kiếm thì mình không thích dòng gây cháy cho lắm. Tại vì mày đánh kẻ địch cháy xong rồi nó đánh mình cũng bị cháy. Như vậy thì không tốt tí nào. Lòng trung thành. Được, cái này mình sẽ cường hóa sẵn luôn. Để có gì mai mốt mình có đinh 3 thì mình sẽ dùng. Chậm hỏng 3 nè. Cây cuốc của mình chưa có chậm hỏng. Cây rìu cũng chưa có chậm hỏng luôn. Có hại thay ma nữa. Mình sẽ ưu tiên cho cây rìu đi. Cây rìu mình cũng hay dùng để lấy gỗ nè. Nên mình sẽ cho nó có thêm dòng chậm hỏng. Cây rìu mình ép được dòng hải thay ma luôn này. Rồi, như vậy thì mình sẽ có được cây rìu Bromax với hiệu suất sửa chữa chậm hỏng và hải thay ma luôn nha. Bây giờ cây rìu này đánh zombie là cũng cực kỳ thốn đấy. Rồi, tiếp tục nào, mình còn nhiều sách lắm nên thoải mái thôi. Đánh bật lùi. Khá là tốt để bảo vệ mình trước những cái con quái nào mà nó áp sát nè. Cũng hay. Ép vô kiếm luôn. Đánh bật lôi. Sức mạnh cấp độ 4. Vậy là bây giờ cái cung Bromax V2 của mình đã lên được sức mạnh cấp độ 5 rồi. Quá là xịn. Rồi giờ thì ngồi cày cấp tiếp thôi. Nãy giờ cường hóa hết cả đống kinh nghiệm rồi. Thêm một quyển chậm hỏng. Tốt. Mình sẽ ép cái quyển còn lại cho cái cây cuốc của mình, cây cuốc sửa chữa, để cho nó dùng được lâu hơn. Bây giờ thì chắc mình sẽ kiếm cái dòng mềm mại mình ép vào cái cây sẻn. Mình nghĩ cây sẻn là rất là cần dòng mềm mại luôn. Mưa tên. Cái này thì ép vô cây nỏ cũng ok. Tạm thời thì mình sẽ lấy cây nỏ mình ra, mình ép vô thêm một lần nữa. Bữa nay nói chung là cái ngày để mình nâng cấp vũ khí dụng cụ mình hết luôn. Xuyên thủng không có thể ép thêm được mưa tên. Ai chà chà, vậy thì khó rồi. Mình còn một món mà quên ép dòng chậm hỏng. Đó chính là cái cánh cứng của mình. Đây rồi, cánh cứng cũng có chậm hỏng luôn. Và trở thành cánh cứng Bromax nha. Giờ đồ của mình là toàn là đồ Bromax không à. Quá đã. Năng luôn. Mình sẽ cho cây rìu mình có hải thay ma cấp độ 5. Hộ map đấy. Bảo vệ khỏi sát thương khi rơi cấp độ 3. Được, nâng cái ổn mình lên thêm một cấp nữa. Để thành bảo vệ khỏi sát thương khi rơi cấp độ 4. Giờ là té thoải mái luôn. Nó sẽ mất rất là ít máu đấy. Đây rồi, mềm mại. Đã có được mềm mại rồi. Giờ thì còn thiếu mỗi cái dòng quét cạnh để mình ép vào cái kiếm này. Nhưng mà có vẻ cái dòng quét cạnh đó khá là khó tìm. Mình cường hóa nãy giờ cũng mấy lần rồi.
gần hết ngọc lưu ly luôn rồi mà chưa thấy nó đâu hết. Rồi xong luôn. Không có được cái dòng quét cạnh để ép vào cây kiếm rồi. Thôi kệ, nói chung thì bữa nay cái buổi cường hóa này cũng tương đối ok vì mình đã có được một mớ đồ cường hóa tốt rồi. Bây giờ thì chắc đi về thôi, để mình làm còn công việc trong ngày hôm nay nữa. Ê, chưa, từ từ. Thiếu gì ta? À đúng rồi, mình thiếu cái rương sugar của mình. Tí xíu nữa là bỏ quên của ở đây rồi. Ngoài việc nhận tín hiệu âm thanh của mình để triệu hồi ra qua đành, thì khối Skook ở trong phiên bản mới này nó còn có thể kiểu như tạo ra tín hiệu redstone. Thế nên là bây giờ mình sẽ tận dụng khối Skook để mình làm ra kiểu như là cánh cửa bí mật. Sau đó thiết kế ra một cái ngôi nhà bí mật dưới lòng đất luôn. Hơi bị hợp lý. Nhưng mà hiện tại thì mình còn đang thiếu bóng chất nhờn. Để mình coi. Đây, bóng chất nhờn mình còn đây nè. Để mình làm vài cái bích tông dính. Bây giờ mình cần bích tông dính lắm. Đây mình làm 4 cái trước đi. Rồi ok. Đem theo thêm đi. Nhỡ có thiếu mình sẽ làm thêm cũng được. Đồ nghề thì chỉ đơn giản là vậy thôi. Bây giờ thì đi tới một cái nơi thích hợp để chúng ta bắt đầu làm ngôi nhà bí mật này nào. Tạm thời thì mình thấy khu vực này, ngay cái chỗ gò đất này nè, khá là hợp lý luôn. Sao mà đỡ được. Nhìn gì người ta sẽ tưởng gò đất đúng không? Nhưng mà mình sẽ giấu một ngôi nhà bí mật ở dưới này. Nhưng mà trước tiên thì chắc để mình dọn cho nó phẳng hơn một tẹo rồi đó. Bây giờ cái gò đất này nó hơi cao nè, mình làm cho nó phẳng lì luôn. Ok, bây giờ có vẻ là ổn hơn rồi đó. Mình sẽ đặt cái lối vào ngôi nhà bí mật của mình nó ở trung tâm cái gò đất khoảng này đi. Thế nên là mình sẽ đào ra một cái hình vuông có kích thước là 3x3. Sau đó thì mình sẽ đào sâu xuống dưới cỡ mấy ô ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, mình sẽ đào sâu xuống cỡ 6 ô. Rồi, kế tiếp đến thì mình sẽ lót ở chỗ thấp nhất bằng những cái khối len. Đây, lót tiếp ở dưới này luôn bằng những khối len. Rồi đặt một cái bộ redstone ở chính giữa và một cái khối cảm biến Skook ở phía trên giống như vậy. Đấy, chỉnh lại xíu. Rồi ok, giờ thì lót thêm một lớp ở trên thôi cho nó ngang với khối Skook là được. Rồi lót dài lên trên luôn nha, tít ở trên luôn á. Lớp trên cùng thì để cho nó kiểu như là che giấu được, thì mình sẽ ốp lại bằng những cục đất, thêm một cái khối rêu nữa. Khối rêu đây để nhận biết coi. Chứ không thôi là mới mốt cỏ mà nó lan ra hết á, mình không biết cái lỗ nào là cái lỗ kiểu như đường xuống nhà của mình thì hơi mệt đấy. Ok. Tiếp theo thì mình sẽ đào thêm một cái hố cạnh cái điểm đánh dấu cỡ 4 ô. Cái hố này có kích thước là 4x3 và sâu thì nó sẽ bằng độ sâu của cái chỗ mình vừa đào là 6 ô. Rồi sau khi đào xuống tới đây thì mình sẽ bắt đầu đặt một khối len ở phải dẫn redstone qua đây chứ. Đó, chỉ cần mình nhúc nhích thôi, có âm thanh thôi là nó sẽ tạo ra tín hiệu redstone liền luôn. Đó chính là cơ chế hoạt động của cái cánh cửa để bước vào ngôi nhà dưới lòng đất của mình. Rồi bây giờ thì đặt một cục len ở đây với cả là thêm một cái cây đuốc redstone ở chỗ này, thêm một cục len nữa và thêm một cái bột redstone ở trên. Sau cùng là gắn một cái piston cho nó hướng lên nha, cho nó đẩy lên trên giống như vậy. Còn ở mặt sau thì mình sẽ đặt thêm hai cái piston nữa, nó hướng sang cái piston đang chĩa lên, rồi dẫn điện qua thôi. Mình sẽ cho nó dẫn điện qua theo hướng này đi. Rồi đào ra cho len vào, nối điện qua đây. Ở chính giữa này thì mình sẽ cho nó một cái bộ lập. Đây có bộ lập luôn. Bắt cua. Rồi đặt xuống đây và mình sẽ cho nó hai vạch đi. Đấy, sơ bộ thì hệ thống đá đỏ đã xong rồi, giờ thì mình test thử coi. Hả? Có vẻ nó hoạt động khá là ok này. Được đấy, nó đã vô form rồi. Bây giờ mình sẽ ví dụ đây là cái cửa đây. Khi mà mình đi xuống, mình chỉ cần đi ngang khối này là nó đã mở ra cái lối đi rồi. Vậy là xong rồi đó. Mình sẽ lắp đất lại để dễ dàng test thôi.
Ui da, thiếu đất. Rồi, thử nào. Hả? Ủa? Ồ, chưa. Coi đó sai. Lại. À, vậy là xuống nhà rồi. Giờ thì mình chỉ cần đào sâu xuống dưới là có thể xây được cái ngôi nhà dưới lòng đất. Ok. Chưa, bây giờ mình chưa có thiết kế cái đường đi lên. Tạm thời đi lên theo cách thủ công này. Công đoạn còn lại của mình là đào sâu xuống phía dưới một xíu rồi bắt đầu làm một cái ngôi nhà dưới lòng đất nào. Mình chỉ mới đào được một cái. Ôi. Oh gosh. Ôi, mình quên cắm đuốc rồi. Hậu quả của việc đào xong mà quên cắm đuốc. Không sao. Cái gì quên thì mình khắc phục lại chứ biết sao giờ. Nhưng mà vẫn phải thủ đường chạy trước rồi đó. Ui, coi chừng. Biết sao đây. Kìa, nó kìa. Yêu, nó thấy mình rồi. Cung, lấy cái cung. Ê. Creeper này nguy hiểm quá. U là trời. Ok, mọi thứ đều ổn. Cắm đuốc thôi. Đào cho đã rồi không cắm đuốc. Đó, hậu quả đó. Rồi múc lại xô nước của mình cái đã. Đấy, sơ bộ thì khu vực này nó chỉ tạm thời có kích thước như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ tới khâu trang trí thì mình thấy nguyên vật liệu làm cái căn phòng, à không, làm cái ngôi nhà của mình dưới lòng đất này phù hợp nhất chắc là phần tường mình sẽ dùng thạch anh. Tại vì loại vật liệu đó nó vừa nhìn có vẻ sáng sủa nè, mà nhìn nó cũng hiện đại nữa. Mình thích kiểu như vậy. Ok, bây giờ thì chắc mình sẽ đi qua địa ngục một chuyến để đào thật là nhiều thạch anh mang về để làm cái ngôi nhà này. Yeah. Láo tét cái gì? Thích láo không? Thích láo không? Này thì láo tét. Cái rìu của mình nó có dòng hại thay ma nên nó rất là mạnh luôn á. Ví dụ bây giờ ma heo đúng không? Một nhát. Ma heo là một nhát duy nhất thôi. Xử gọn liền. Một xíu mà mình gặp mấy con zombie nào các thứ, mình sẽ test lên nó mới được. Để cho nó nếm mùi. Sau khi thăm ngàn được một số lượng thạch anh nhất định thì bây giờ mình sẽ đi tới cái chỗ ngôi nhà dưới lòng đất của mình để mình ốp cái phần thạch anh chuẩn bị chế tạo vào thôi. Thạch anh thì mình sẽ lấy ra rồi chế tạo thành khối thạch anh trước. Cái khối này thì xây lên cũng được đấy, nhưng mà nhìn nó không có được liền mạch cho lắm. Mình thích kiểu nó liền mạch luôn hơn với nhau, nên là mình sẽ thử đổi cái thạch anh này thành cái... Ủa, thạch anh mịn đâu ta? Ủa, làm sao để có được cái thạch anh mịn nha? Để làm được cái thạch anh mịn đó thì mình cần phải có thêm một cái lò nung để mình nung cái số thạch anh này ra. Đây, sẽ làm hệ thống nấu đồ ngay đây luôn. Rồi, cho nó nung thạch anh ra mới được. Đó, thì mình sẽ có được thạch anh mịn. Hơi bị hấp dẫn luôn nha. Khối này thì nhìn cái họa tiết của nó kiểu nhìn đẹp hơn rất là nhiều luôn, mình thấy vậy. Đây, mình làm thêm stack khối thạch anh nữa để mình nấu coi. Nè, nó nấu rồi nè. Hơi bị đẹp luôn. Mình đặt hai khối cạnh nhau như vậy nè, đó. Nó liền mạch hơn hẳn nè. Đó, mình thích kiểu như vậy hơn. Thế nên là bây giờ mình sẽ ngồi mình nấu hết cái số thạch anh mà mình có được. À không hẳn đâu, nấu một nửa thôi. Để chú ý là mình ốp tường trước cái đã. Rồi phần còn lại thì mình còn làm cột với lại mấy cái cầu thang nữa chứ. Sau khi đã có những cái phần tường bằng thạch anh mịn rồi, bây giờ thì mình sẽ làm thêm cái phần cột đi. Tại vì nhà thì ít ra cũng phải có cái cột ha. Đây, mình sẽ làm vài cái cột 32. Ôi trời ơi, hình như hơi nhiều rồi. Đó, mình sẽ đặt ở mấy cái góc giống như vậy. Đó, ở bên đây. Ở góc này. Và góc cuối cùng. Xong, vậy là mình đã xong được một phần của cái căn phòng đầu tiên rồi. Ốp xong là nhìn nó sang xịn mịn hơn liền. Chỗ này thì mình có thể trang trí một tí bằng những cái phiến thạch anh mịn, phiến hoặc là cầu thang. Mình sẽ làm thử cầu thang đi để coi có ổn hay không. Đây, mình sẽ đặt kiểu như vậy ở dưới, ở trên thôi. Mình nghĩ là nên đặt ở trên thôi, kiểu như nó đang chống đỡ phần đất đá ở phía trên như vậy á, kiểu vậy. Khá là đẹp luôn. Sau khi đã hoàn thành xong cái phần tường thì bây giờ mình sẽ bắt đầu kiểu như tìm nguyên vật liệu để mình làm cái phần sàn nhà nè.
Vì mình dự định là sẽ dùng cái loại gỗ sồi sẫm để ốp vào cái phần sàn, nhìn cho ngôi nhà nó sang sang lên một xíu. Được á. Nên bây giờ thì chắc mình phải đi tới cái cánh rừng gỗ sồi sẫm rồi, để mình lấy thật là nhiều gỗ về mới được. Lần trước mình ghé qua nhưng mà mình quên lấy cái mầm cây về, chuyến này chắc mình sẽ tranh thủ mình lấy một ít cái mầm cây luôn ấy. Tới nơi rồi. Để mình dò tìm thử coi, biết đâu bất ngờ. Nhiều khi gần đây nó có cái biệt thự trong rừng luôn thì sao? À có vẻ không có rồi. Nó chỉ là một cái đảo nho nhỏ và có những cái cây gỗ sồi sẫm thôi. Ồ, chắc là tại mình đặt quá nhiều hy vọng rồi á. Ok, tạm thời bỏ qua chuyện đó, giờ thì tập trung vào việc lấy gỗ về nè. Chắc mình sẽ lấy nhiều nhiều một xíu ấy chứ, để dùng dần luôn. Thôi sao mình cứ lắc lắc kêu. Rồi luôn, biết rồi, biết sao lắc rồi. Cháy rừng. No. Ôi no. Chắc lẽ. Trời đất ơi, nó cháy lan rộng lắm rồi. Hết cứu rồi. Xong luôn. Ủa sao ngộ vậy ta? Sao mình tới đâu một là nó nó bị cháy, hay là nó có vấn đề gì đó bất ổn xảy ra hả? Chẳng lẽ mình số nhỏ vậy sao? Chắc lẽ trước khi nó bị cháy rụi hết. Trời đất quỷ thần ơi. Tan tành luôn rồi. Thôi mà nãy giờ mình chặt cũng được một mớ gỗ khá là nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ quay trở lại khúc bên này coi. Đây, có mầm cây luôn. Rồi, được bao nhiêu rồi? Cả đống mầm cây và hai trái táo. Ok, được rồi. Có được những thứ mình cần rồi, bây giờ về nhà thôi. Phía đằng này nó còn có cái tàn tích cổng địa ngục nữa. Mình sẽ ghé ngang để lướt thử coi. Coi nó có cái gì đặc biệt bên đây không. Chưa gì là mình thấy có khói vàng để mình lướt mang về rồi nè. Rồi, bỏ túi khói vàng trước. Rồi, cái rương này lại giấu tiếp rồi nè, chắc luôn. Này thì giấu. Giấu hộ mình cái, mình có cúp siêu đào nhanh luôn. Mình sẽ đào banh khu này ra để mình tìm nó. Ủa? Ủa kì á? Không có thiệt à? Man. Cái tàn tích cổng địa ngục này nó không có rương luôn. Trời ơi. Lại bịp rồi. U là trời. Ây da. Kỳ ta, nãy đi vô rừng thì bị cháy rừng. Giờ lút tàn tích cổng địa ngục thì không có cái rương. Không hiểu. Mình số đúng nhỏ luôn á. Đây. Đây nó có cái thuyền nè. Chẳng lẽ mình nhỏ tới mức mà trong cái thuyền này không có bản đồ kho báu sao? Không thể nào. Mình không thể nhỏ tới như vậy được. Rồi, vô lướt cái rừng này trước đây. Đấy, có ngọc lục bảo liền. Hết nhỏ rồi nha, mình hết nhỏ rồi. Có súp đáng ngờ nữa nè. Được luôn. Và một cái bản đồ kho báu. Đấy, vô phơm liền. Rồi mình đi tìm kho báu luôn nè. Xả xui mới được tìm kho báu xa xôi. Mình phải đi về hướng kho báu này có vẻ là mình phải đi ngược về hướng cánh rừng thì phải. Xéo qua đây một tí nè. Chắc nó nằm đâu đó hướng bên đây thôi. Chính xác rồi. Nó bắt đầu mở ra nè. Vô. Ngay chỗ này luôn à. Được. Rồi, đáp xuống và dò tìm kho báu nào. Mình cần tới cây sẻn. Tới một tí. Tí nữa. Rồi, ngay đây. Sao mà giấu được. Rồi, và kho báu lần này cho mình hai lọ thuốc thở dưới nước luôn. Wow. Ê, nhưng mà mình đầy kho đồ mất rồi. Oh gosh. Hồi nãy đi mình bỏ cái hộp sugar ở nhà nữa. Thiệt cái tin. Vàng. Ok, vàng mình lấy được nè. Lấy vàng. Lấy trái tim biển cả. Và lấy tinh thể thôi. Đấy là những thứ mà mình nên lấy. Vứt lại ít gỗ đi. Ok. Còn đây là cái gì đây? Ồ, một cái hang à. Thử vô thử luôn. Qua đây nhiều zombie ta. Chà. Nghe đồ mấy con zombie này lúc trước hay cà khịa mình. Bữa nay mình có cái kiếm khắc chế zombie rồi. Ủa, cái rìu khắc chế zombie rồi. Một rìu rồi đi liền. Đã vậy, ở đây nó còn có kim cương free cho mình nữa.
mình hết con đồ rồi. Mình còn slot, còn slot không sao. Được, không sao hết. Mình sẽ bỏ mấy cái que ra để lấy viên kim cương này. Đấy, đã gọi là đam mê thì không có bỏ được. Rồi, được 10 viên liền. Quá xa đã. Xuống dưới này thêm coi. Dưới này có thêm kim cương không? Ủa, nhưng mà kim cương chưa thấy. Mình thấy toàn là quái không à. Nhưng mà yên tâm, mình đã có cái rìu khắc chế quái rồi. Con xương này hả? Một chặt. Rồi con này, con mày mặc giáp hả? Cũng là một chặt. Rồi con này mặc giáp vàng hả? Cũng là một chặt. Nói chung là cái rìu của mình bây giờ có thể nói là khắc chế zombie cực mạnh luôn. Con này mặc giáp vàng á. Ui da, da, chặt hộp, chặt hộp. Phải lạng lách đánh võng rồi đó. Rồi giáp vàng chứ gì. Ui ui ui. Này thì giáp vàng. Ôi. Không uổng công mình ngồi cả buổi trời mình cày kinh nghiệm để mình cường hóa cái rìu này lên. Ok kìa kìa, mình thấy thêm kim cương rồi. Xả xui mới được, vô đây đào kim cương xả xui nha. Mấy quặng đây, 1, 2 quặng, 3 quặng luôn. Ok, khá tốt. Nói chung đi, ê, cái gì đây? Con này láo. Như vậy thì mình đã xong cái công đoạn ốp trần cũng như là sàn của cái ngôi nhà dưới lòng đất này rồi. Tiếp theo là công đoạn khó hơn, đó chính là trang trí. Nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng hết sức có thể để biến cho cái ngôi nhà này trở nên đẹp nhất có thể. 2000 years later. Và cuối cùng thì mình cũng đã xong cái công đoạn trang trí cho ngôi nhà bí mật của mình rồi. Giờ thì xuống dưới và kiểu như là review thôi. Mình sẽ đi xuống trước cái đã. Đường xuống thì không có gì thay đổi, nhưng mà nội thất bây giờ đã có rất nhiều thay đổi rồi. Ở phía bên phải là mình sẽ làm một cái chỗ kiểu như là ngồi chill chill thôi. Mình ngồi xem tivi các thứ. Bên đây có chuông đồ các thứ nè. Ấn chuông để cho chuông kêu đồ. Bên này là chỗ chơi nhạc. Đây là cái đĩa nhạc mà mình nhặt được ở chỗ thành phố cổ xưa nè. Đĩa Other Side. Nhưng mà giờ mình chưa có cái hộp nhạc nên tạm thời cứ gắn đó trước đi. Còn phía bên này là kiểu mình làm cái chỗ kiểu là nghiên cứu về ếch. Vì ở phiên bản mới này á, vừa cập nhật thêm ếch. Thế nên là mình dành riêng hẳn một cái gian phòng để mình nghiên cứu về ếch nè. Đó, mình tạo cái khu vực này cho nó tự nhiên một xíu. Rồi nuôi thêm hai nhóc ếch ở căn phòng này. Còn đây là chỗ kiểu đọc sách các thứ. Rồi đây còn có xô nồng nọc hôm bữa mình múc để dành nè. Mình cho vô đây luôn. Bên này thì chỉ là chỗ để đọc sách cũng như là một bộ giáp vàng trưng bày cho nó đẹp thôi. Ở cái hành lang mình vẫn làm thêm một cái chỗ nuôi ếch khác. Nè, ở đây thêm một cặp ếch nữa. Nhưng mà mình không có trang trí được thêm nhiều vì cái diện tích nó có hạn nên mình chỉ trang trí như vậy thôi. Còn phía bên đối diện là một cái bể cá. Đây là số cá nhiệt đới mà cái dùng đầm lầy nước của mình có nè. Mình múc bỏ vô luôn ấy chứ. Rồi và cuối cùng của cái căn phòng đó chính là cái giường ngủ, nơi mình có thể ngủ vào mỗi buổi tối. Và cũng như cũng có chỗ để đọc sách. Rồi kho chứa nữa nè. Đấy, sơ qua thì cái ngôi nhà dưới lòng đất của mình cũng chỉ đơn giản vậy thôi. Mình cũng tính làm thêm cái tầng dưới nữa cơ. Nhưng mà chắc để mình nghiên cứu lại xem coi tầng dưới làm cái gì cho nó phù hợp nè. Tạm thời thì mình vẫn cứ để trống thôi. Ồ mà khoan. Hình như nhà mình chưa có đường ra đúng không? Chết rồi, trời đất ơi. Làm cái nhà trang trí các thứ cho đã gốc cuộc. Quên làm cái chỗ để mình kiểu như là đi lên. Mèn đét. Không được rồi. Giờ mình phải làm một cái chỗ để đi lên thôi. Hình như ở phía trên đây là cái hồ nước đúng không ta? Hình như anh trở là cái hồ nước á. Nên chắc mình sẽ làm ở đây một cái kiểu như là cái thang máy bằng cát linh hồn. Mình đẩy mình lên là hợp lý luôn. Rồi, bây giờ thì cái nhà bí mật của mình nó mới chính thức hoàn thành nè. Có lối vào và có lối ra luôn. Giờ thì sẽ review thêm một lần nữa. Mình khá là ưng cái ngôi nhà này luôn ấy. Rồi, đầu tiên là mình sẽ đi xuống dưới trước. Ô, nhưng mà vẫn có gì. Ủa. Ủa, như vậy là ở đây thiếu ánh sáng à. Vậy là vẫn thiếu ánh sáng. Oh no. Bên này có lồng đèn rồi, vậy thôi mình sẽ dời cái đuốc qua bên đây. Vậy mà vẫn thiếu ánh sáng ta, kỳ ta. Chắc mình phải thêm một chi tiết nữa rồi.
mình sẽ thêm chi tiết, đó chính là đèn LED mới được. Mình sẽ thêm hai cái khối đèn LED này vào dưới hai cái lo nè. Đây là chỗ để mình trang trí cái lo, nhưng mà bây giờ mình sẽ thêm hai cái đèn LED vào. Đó. Mình có thể đậy lại luôn cũng được. Rồi, ok. Như vậy thì khúc này nó đã đảm bảo ánh sáng rồi nè. Chứ không thôi là trong này có nuôi thêm dơi ấy. Ồ mà hay ta. Hay là mình nuôi dơi trong này luôn nhờ. Làm thôi bỏ qua đi. Cái này khó quá cho qua. Còn về đường ra thì bây giờ mình đã có được một cái thang máy tự động rồi. Mình chỉ cần vô đây là có thể lên được trên mặt đất thôi. Quá là đơn giản và hiệu quả luôn. Xong, chúng ta đã xong được thêm một cái ngôi nhà mới rồi. Ở đây có ba thanh niên xương đang canh me canh chua đột nhập vô nhà mình hay sao nè. Lao tét. Né. Né. Đúng rồi, tránh né. Đúng rồi, bắn con Reaper đi. Bắn Reaper đi. Ừ, đúng rồi, bắn nó. Mình sẽ dụ cho nó bắn con Reaper này mới được. Đúng rồi. Được việc lắm. Nhóc ác. Đúng rồi. Mình đã thành công dụ con xương bắn chết con Reaper. Và có được một đĩa nhạc C418 Pha. Wow. Bây giờ mình nhiều đĩa nhạc quá. Hay là bây giờ mình làm một cái khối chơi nhạc đi. Ừ, được á, mình làm một cái khối chơi nhạc. Sẵn tiện mình nghe nhạc cái thứ chiêu chiêu ở căn nhà dưới lòng đất của mình. Mà cái khối chơi nhạc thấy vậy chứ tốn kém lắm. Mỗi lần làm là phải tốn một ít kim cương đó nha. Một viên kim cương thì phải. Đây, mình sẽ chế tạo. Đó, có công thức là như vậy. Đó. Ok luôn, đầu tư luôn. Giờ mình cũng thuộc dạng là cũng hơi giàu giàu rồi đấy. Hơi thôi nha, chứ chưa có giàu đâu. Sắp giàu thôi. À, thì vô nhà thôi. Khói chơi nhạc mình sẽ đặt ngay chỗ này. Rồi gắn đi nhạc vô. Coi, được rồi. U là trời. Để giờ quẩy là hơi bị căng rồi đấy. Rồi cái đĩa nhạc này mình tạm thời mình cất vô đây đi. Ok. Mà chắc mình sẽ ngủ một giấc ở cái ngôi nhà mới của mình luôn á. Ai chà chà, ngủ nhà mới ta nói nó đã gì đâu á. Rồi bây giờ thì chắc mình sẽ lên trên mặt đất để bắt đầu một ngày mới và làm những công việc tiếp theo trong ngày hôm nay thôi. Mình cũng đã chinh phục được thủy cung rồi nè. Đánh chiếm được rất là nhiều chỗ của bọn giang hồ biển. Thế nhưng mà hiện tại thì mình vẫn chưa có cái cây đinh ba. Một vũ khí tấn công ở dưới nước rất là hiệu quả luôn. Nên là hôm nay chắc mình sẽ có một cái chuyến đi ra biển để mình săn cái cây đinh ba đó chứ không gì hết. Nhưng mà ở đây nó có cái tàn tích cổng địa ngục nè. Mình ghé vô mình lấy ít vàng cái đó. Dạ. Rồi có rương không? À đây có rương, lần này có rương rồi. Ồ mà rương nó cũng khá là bèo luôn. Và cách farm những cái con giang hồ biển hiệu quả nhất là chắc là buổi tối. Và ở cái khu vực tàn tích dưới biển á. Chỗ đó là kiểu dễ gặp mấy con zombie chết đuối nhất. Mà khúc này có vẻ không có cái tàn tích nào rồi. Ồ, không có bất kỳ cái tàn tích nào luôn á. Ủa mình ghé cái làng này lần nào chưa ta? Ồ còn cái chuông kìa. Ồ còn cái chuông là tức là mình chưa ghé hay sao nè. À, ra là vậy. Ok. Nhìn cái gì, bác nhìn cái gì, ý kiến không? Bác ý kiến không? À, mà thôi đi, có anh Golem ở đây thì thôi. Không có gì đâu, không có gì đâu bác ơi. Không có gì đâu anh ơi, bình tĩnh nha. Tưởng đâu mà không có anh Golem ở đây là tới công chuyện cái bác chân làng đó với mình. Rồi, còn bây giờ thì tranh thủ dọn ít kiện rơm về. Chứ để nhiều giày đi đứng nó sẽ bị kiểu như là chắn đường á. Nè, thấy chưa? Kiện rơm mà để dưới này là nó đâu được, ngay đường đi các thứ rồi ngay ruộng nè, không nên. Rồi luôn, bữa nay giàu luôn. Trúng mánh luôn, quá trời chuông mang về. Cái chuông thứ hai trong ngày nè. Quá đã. Thôi, đừng có tụ tập chứ cái bác này bị đần đó. Thanh niên này là không làm mà muốn có ăn nè. Không làm mà muốn có ăn chứ vậy, đi xuống dưới liền. Này thì không làm mà muốn có ăn nè. Không làm mà muốn có ăn. Ơi, cho nghỉ mẹ một đi. Ui cái vùng này đẹp vậy. Wow, đẹp thiệt sự luôn.
Ở đây mà xây dựng thì thôi rồi luôn á. Gọi là nhức nách. Bay lên dọ tình hình coi. Ừ mà nhiều khi trên núi này mình lại gặp thêm dê á. Mình coi coi. Nè 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 dê nè dê nè. Coi dê này mấy sừng đây. Dê này 2 sừng. Gì đây? Ơi. Dê mới hút mình thế vậy? What the heck? Oh gosh. Mình chú mông vô mặt dê. Hí. Em rồi. À kìa. À thấy rồi. Cuối cùng thì cũng có một chỗ tàn tích dưới biển. Rồi bây giờ là lúc mình cần cái kiếm nhặt ba của mình. Mình coi có con nào cầm đinh ba không. Ờ không có con nào hết. Mà không sao, chịu khó AFK đây tí chứ biết sao giờ. Ồ hai con luôn. À thì ra các ngươi chọn cái chết. Được. Thích thì chịu. Ê Mình có được cây đinh ba rồi. Sao mà đỡ được. Phóng ngươi nè. Sợ chứ cưng. Ta có đinh ba rồi đó. Phóng ngươi nè. Giờ là có thể hành hạ mấy con giang hồ biển được rồi. Quá là đã. Tưởng đâu chuyến này đi là kiểu bất ổn rồi. Nhưng mà không. Kết quả là hơi bị bất ngờ luôn. Và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng sửa lại cái cây đinh ba này. Để cho nó kiểu như là full độ bền lại. Để mình còn có thể dùng. Chứ hiện tại thì nó còn có tí xíu độ bền à. Nên mình cũng hạn chế phóng đó. Và một phần lý do khi mà mình gán săn cây đinh ba này là để sắp tới mình có thể hành hạ cái con hoa đành ở trong cái khu vực mình bắt nhốt nè. Mình sẽ đứng từ xa giống như vậy. Sau đó mình chọi thẳng cái đinh ba vô mặt nó. Đó là cách hành hạ của mình. Nhưng mà hiện tại thì chưa được đâu. Tại vì mình chưa có cường hóa nó cái dòng lòng trung thành đó. Mình phóng vô trọng là nghỉ lụm luôn á. Vô lụm là con hoa đành nó bả mình không chụp phát nào đấy. Okay. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong cái hành trình 1.19 của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.